Anthony Joshua đấu Tyson Fury. Chuyện chiếc đồng hồ Rolex. Nếu cách đây 10 năm, Anthony Joshua đã áp đảo Tyson Fury vì chiếc đồng hồ Rolex, thì nay với một khoản tiền thắng cuộc lớn lao hơn nhiều, câu chuyện đó có lặp lại. Theo những gì ông bầu của Anthony Joshua là Eddie Hearn tiết lộ, thì trận thống nhất đai vô địch hạng nặng giữa Joshua và Fury đang được lên kế hoạch để tổ chức vào tháng 5 năm 2021, có thể kèm theo một trận tái đấu vào tháng 11 hoặc tháng 12. Trước trận Derby Anh Quốc, Anthony Joshua đã bảo vệ thành công các đài WBA, WBO, IBF và IBO với cú knockout Kurapulev hiệp 9 hồi đầu tháng. Như vậy, Aji chỉ còn thiếu chiếc đai WBC đang nằm trong tay Tyson Fury để trở thành nhà vô địch tuyệt đối của hạng nặng. Vậy nên cũng không lạ khi Anthony Joshua tuyên bố sẽ đấm bay đầu Tyson Fury nếu cặp đôi này đối đầu vào năm tới. Cách đây 10 năm, Tyson Fury và Anthony Joshua từng đối đầu trong một buổi sparring. Kể lại lần gặp trước kia, Joshua cho biết lý do khiến anh nhào lên áp đảo Tyson Fury lúc đó là vì một chiếc đồng hồ Rolex. Joshua nói, Tyson nói nếu tôi có thể đánh bại hoặc hạ gục anh ấy, tôi sẽ được một chiếc đồng hồ Rolex của Tyson. Joshua chia sẻ, và tôi đã có được chiếc đồng hồ, đó là một buổi sparring tốt. Tôi mới 20 tuổi và không thực sự biết quá nhiều. Tôi đã chiến đấu chỉ với niềm đam mê. Bây giờ tôi đã chiến đấu một cách thông minh hơn, cùng với niềm đam mê quyền anh vẫn luôn cháy. Tôi biết trận đấu với Tyson Fury sẽ là một cuộc chiến tuyệt vời. Thời điểm đó, tất cả những gì tôi muốn là chiếc đồng hồ Rolex của anh ấy. Tôi đã rất khát khao chiến thắng. Bây giờ, niềm khát khao chiến thắng của tôi còn hơn thế nhiều. Kho báu đang chờ tôi ở cuối hành trình, và tôi sẽ đấm bay đầu Tyson khi trận đấu diễn ra. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Anthony Joshua, 20 tuổi, từng đấm tung cằm Tyson Fury khi đấu tập. Cách đây 10 năm, Tyson Fury và Anthony Joshua từng đối mặt nhau trên sàn đấu trong một buổi đối luyện sparring. Trận so tài giữa Tyson Fury và Anthony Joshua, hai tay đấm đỉnh cao của làng quyền Anh hạng nặng hiện tại, chắc chắn sẽ khiến khán giả hưng phấn. Nhưng có lẽ ít người biết rằng Fury và Joshua từng đối mặt nhau trên sàn đấu một lần từ năm 2010. Lúc đó Tyson Fury mới 22 tuổi, đã là một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp. Còn Anthony Joshua mới 20 tuổi, vẫn đang thử sức tại đấu trường quyền Anh nghiệp dư. Tôi đã xuống Frickley Boxing Club và đấu tập với anh bạn vô địch ABA Anthony Joshua. Lời kể của Tyson Fury vào năm 2010 được phát lại bởi phóng viên BBC Sport Mike Costello. Joshua là một anh chàng giỏi giang đấy, cậu ta đánh rất tốt. Phải nói thật rằng tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ chỉ đánh dẫn đòn, cậu ấy vẫn chỉ là một tay đấm nghiệp dư mà thôi. Tôi còn sợ tôi mà gắt lên, khéo cậu ấy sợ quá chẳng dám sparring với tôi nữa ấy chứ. Thế mà anh chàng này lại lao đến, đấm 1-2, xong móc trái và bụp, cho tôi ăn một cú uppercut đúng chóp cằm. Tôi mà có cái cằm lỏng như David Bryce, chắc chắn tôi đã lịm đi mất cả tháng. Joshua đấm tốt, rất tốt, và vẫn còn trẻ lắm. Mọi người nên cẩn thận đi, tôi chắc rằng cậu ấy sẽ trở thành một ngôi sao trong tương lai. Ngay từ thời đó, Tyson Fury đã có sự tự tin rất cao về năng lực của mình. Tôi là một tay đấm chẳng kém ai. Tôi tự coi trình độ của mình nằm trong top các tay đấm hạng nặng hàng đầu thế giới. Thế mà khi tôi đấu 3 hiệp với anh chàng này, tôi đã phải ăn đập ra trò. Tôi chẳng phủ nhận chuyện này đâu. Đơn giản, anh bạn trẻ này là một tay đấm rất xịn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một tay đấm amateur lại có thể áp đảo tôi đến thế. Về sau tôi buộc cậu ta phải chậm lại với một vài cú body shot. Nhưng nhìn này, anh bạn trẻ chỉ mới 20 tuổi. Đối đầu với tôi mà vẫn đánh tốt như thế, cậu ta chắc chắn là một cái tên đáng gờm trong tương lai đấy. Trở lại thời điểm hiện tại, nhà vô địch hạng nặng WBC Tyson Fury từng cho biết anh đã đồng ý các điều khoản tài chính để đối đầu với nhà vô địch WBA, IBF và WBO Anthony Joshua vào năm sau. Fury cho biết, cả hai chúng tôi đều đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, đều là những nhà vô địch hạng nặng thế giới, và tôi muốn nghĩ rằng trận đấu đỉnh cao giữa chúng tôi có thể xảy ra 2 lần vào năm tới. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.
Tyson Fury cần bao nhiêu hiệp để hạ Anthony Joshua knockout? Nhà tổ chức có tiếng Frank Warren cho rằng Tyson Fury sẽ là người giành chiến thắng trong cuộc đại chiến với Anthony Joshua. Hai nhà vô địch người Anh đã thỏa thuận thượng đài cùng nhau hai trận đấu vào năm 2021 và số tiền thu được ở cuộc chiến đầu tiên sẽ chia theo tỷ lệ 50-50. Thực tế, cả Anthony Joshua và Tyson Fury đều có ý định đánh bại đối phương để trở thành nhà vô địch tuyệt đối tiếp theo của hạng nặng. Dù vậy, trước mắt Aziz phải vượt qua tay đấm dày dặn kinh nghiệm Khabib trong cuộc so tài vào ngày 12 tháng 12 tới tại London. Rất nhiều nơi trên thế giới muốn tổ chức trận đấu tiền tấn giữa Joshua và Fury, nhưng các báo cáo gần đây cho thấy sân vận động Wembley ở thủ đô nước Anh đang dẫn đầu trong cuộc đua này. Frank Warren tin rằng trận chiến của những người Anh chắc chắn sẽ diễn ra vào năm sau, và ông đã có những tiên đoán về kết quả của cuộc đối đầu đáng chờ đợi này. Đồng thời, nhà tổ chức danh tiếng xứ sở sương mù tin rằng cuộc thượng đài trên sẽ là sự kiện thể thao lớn nhất lịch sử nước Anh kể từ khi họ giành chiến thắng ở World Cup 1966 trên chính quê hương mình. Tôi không thấy rằng cậu ta sẽ thua Joshua. Bạn hãy nhìn vào họ và nghĩ xem ai là võ sĩ giỏi hơn, Tyson Fury. Ai sở hữu cú chọc thẳng tốt hơn, Tyson Fury. Ai là người di chuyển nhanh nhẹn hơn, Tyson Fury. Ai có cú đấm mạnh hơn, Tyson Fury đã chứng tỏ nó trong trận đấu gần nhất với Deontay Wilder rằng mình có thể làm gì. Nếu chúng ta đánh giá, tôi thực sự tin cậu ta sẽ gục Joshua trong nửa đầu thời gian của cuộc chiến. Warren trả lời phỏng vấn của Standard Sport. Nhà tổ chức 68 tuổi tiếp tục nói về việc London đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành quyền tổ chức trận đấu đáng chú ý này. Cả hai người họ đều sẽ thích thượng đài ở London, nó sẽ diễn ra ở đó và Wembley là một địa điểm tuyệt vời. Covid có thể là một vấn đề, vậy nên nó phụ thuộc vào việc dịch bệnh sẽ diễn biến ra sao. Lúc này nếu không có bất ngờ gì xảy ra, như việc Joshua bại trận trước Pulev, hai võ sĩ hàng đầu của nước Anh sẽ chạm trán trên võ đài vào năm sau, trong cuộc chiến thống nhất các danh hiệu boxing hạng nặng được nhiều người hâm mộ chờ đợi. Những điều đáng chú ý về Tyson Fury. Tyson Fury sinh ngày 12 tháng 8 năm 1988 tại Manchester, nước Anh. Ngoài tên gọi, Fury còn được biết đến với biệt danh Gypsy King, tức là vua Gypsy, hay là The Furious One, kẻ hung dữ. Fury đã hai lần trở thành nhà vô địch thế giới của hạng nặng sau khi đánh bại Vladimir Klitschko vào năm 2015 và Deontay Wilder vào năm 2020. Hiện anh là chủ nhân của đài WBC danh giá. Trong tổng số 31 lần thượng đài, võ sĩ 32 tuổi thắng 30 trận, 21 lần hạ gục đối thủ, hòa 1 trận và chưa từng thất bại. Các nạn nhân tiêu biểu của tân vương WBC bao gồm Tom Squad, Tristan Hammer, Derek Chisora cùng hai tên tuổi được nhắc đến bên trên. Nói về điểm mạnh của tay đấm bất bại người Anh, có lẽ ai cũng phải thừa nhận khả năng chịu đựng và phục hồi phi thường của Fury. Điều này được thể hiện rõ nhất trong trận đấu đầu tiên với Wilder vào năm 2018. Ngoài ra, thể hình cao lớn đến 2m06 cũng là một lợi thế rõ ràng của vua Gypsy. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.